Ở tập trước, quỷ đất tiết lộ trước vì si mê hoàng hậu nên nhiều lần quấy nhiễu bà. Thần mặt trời biết chuyện bèn tước đi phép tiên và giam cầm hắn tại khu đất. Chỉ khi nào vua của nước này chịu tha thứ thì lời nguyền mới được phá bỏ. Vì uất hận, quỷ đất đã nguyền rủa lại con trai của hoàng hậu và đức vua, khiến mẹ sinh phải mang hình dáng nửa người nửa lừa. Thế nhưng, nếu tìm ra người con gái thật lòng yêu thương cậu, lời nguyền sẽ được hóa giải. Trời cũng sắp tối rồi, có lẽ mình cần phải tìm một nơi qua đêm mới được. Cậu cần gì? Chúng tôi vừa mới nghỉ bán rồi. Dạ, con là người từ xa đến. Vì trời đã tối mà chưa biết tá túc ở đâu. Ông bà có thể cho con ngủ nhờ ở đây một đêm được không? Con sẽ trả tiền đầy đủ. Cũng được. Nhưng nhà chúng tôi chật hẹp, có gì cậu đừng có chê nha. Như vậy tốt quá rồi. Con cảm ơn ông bà. Ông bà lão kia, đã có tiền đủ trả nợ chưa? Xin ngài thư thả cho ít bữa. Vợ chồng tôi già cả, mỗi ngày bán nước kiếm tiền không được nhiều đồng. Thôi, đừng có khóc lóc nữa. Bọn tôi nghe riết nhức luôn cái lỗ tai rồi. Giờ có trả không? Dạ đây, là tiền chúng tôi bán được hôm nay. Ngài cầm đỡ cho. Chết tiệt. Cái lưng của tôi. Trời ơi, bà có sao không? Mấy người có gì thì từ từ nói. Bà nhà tôi vừa mới khỏi bệnh xong. Trời ơi, tụi tôi đến đòi nợ. Mấy đồng tiền lẻ này là gì so với số nợ của hai người? Không nói nhiều, hôm nay không trả đủ thì tụi bay phá cái quán này cho ta. Nhìn tay lại. Tưởng ai to gan thì ra chỉ là kẻ yếu ớt. Nè, người ở đâu tới? Biết bọn ta là ai không? Là ai thì cũng không được bắt nạt hai ông bà già yếu chứ. Ta chính là... Không được. Mình đã quyết tâm đi chu du thiên hạ như một thường dân rồi. Nếu bây giờ nói ra thân phận hoàng tử, mọi kế hoạch của mình sẽ khó thực hiện tiếp được. Sao? Ngươi là ai? Tôi chỉ là người qua đường thôi. Nhưng thấy chuyện bất bình, không thể để yên được. Không để yên á, thì ngươi làm gì được bọn ta? Hả? Cái tên yếu ớt kia. Chúng có nhiều người, nếu đánh nhau, e rằng mình không thể nào thắng nổi. Phải nghĩ cách gì thôi. Kìa, chàng trai trẻ, cậu mau đi đi. Đừng có nhiều lời. Không trả đủ thì xiết nhà cửa cho ta. Khoan đã, tôi sẽ trả giúp cho hai ông bà. Hả? Ngươi, nhìn bộ dạng của ngươi thì có được mấy đồng? Như đây, đã đủ trả nợ cho hai ông bà này chưa? Cũng tạm tạm đó. Không ngờ nhìn ngươi vậy mà cũng có nhiều tiền nhỉ? Nếu đã lấy tiền rồi thì các ngươi hãy đi cho. À, ta chợt thấy túi vàng này vẫn chưa đủ. Nhưng thêm con ngựa này thì sẽ đủ đó. Dắt ngựa tụi bay. Ngươi... Sao? Ngươi phản đối à? Thôi được rồi, ngươi lấy đi. Và đừng làm phiền tới ông bà chủ quán nữa. Cảm ơn cậu rất nhiều nghe. Sau này nếu cậu cần giúp đỡ, vợ chồng già này quyết không từ chối. Nhưng mà ông bà cho con hỏi, vì sao ở Dương quốc lại có những kẻ ngang ngược lộng hành như vậy? Sao ông bà không báo lên các công tước bá tước cai quản dùng? Vậy là cậu chưa biết rồi. Nghe nói bọn chúng quen biết với công tước gì đó, thế lực lắm. Chúng cho người dân mượn một, nhưng bắt trả gấp 10, gấp 100 lần. Ai không trả nổi thì bị đánh đập, xiết nhà cửa, làm nô dịch. Nói chung, từ ngày khu vực này chịu sự cai quản của công tước mới, đời sống người dân không còn thái bình thịnh vượng như trước nữa rồi. Vậy à, công tước nào mà lại lộng hành như vậy? Khi mình trở về lâu đài, mình phải báo chuyện này với vua cha biết mới được. Dạ, nhà tôi chẳng có gì nhiều, có ít bánh trái tôi chuẩn bị sẵn. Cậu hãy cầm lấy để ăn dọc đường nha. Dạ cảm ơn bà. Vợ chồng tôi mới phải là người cảm ơn cậu. Nhất định sau này nếu có dịp, chúng tôi sẽ báo đáp ân tình của cậu. Ông bà đừng khách sáo. Thôi, con phải lên đường kẻo trễ.
Tạm biệt ông bà. Thưa thủ lĩnh, ngài đến gặp thuộc hạ có chuyện gì ạ? Nói mau, ngươi lấy ngựa và túi tiền vàng này từ đâu? Dạ, của một thằng nhãi ốm yếu lạ mặt, không biết từ đâu đến. Đây là ngựa và túi tiền của hoàng tử. Hắn đi hướng nào? Hướng ngôi nhà bán nước đằng kia, thưa thủ lĩnh. Nhưng có chuyện gì sao? Đó chính là hoàng tử Mason, người công tước đang tìm kiếm. Hả? Đó là hoàng tử sao? Thuộc hạ thấy hắn mặc đồ thường dân, chẳng giống con vua chút nào. Hắn ra ngoài thì phải cải trang, có vậy mà ngươi cũng không nghĩ ra hả? Truyền lệnh của công tước, hễ thấy hắn phải lập tức trừ khử cho ta. Đi lâu như vậy mà không thấy nhà dân nào cả. Thôi, mình nghỉ tạm ở đây một chút vậy. Ngươi cũng đói bụng sao? Nè, ngươi có ăn thì cũng phải chờ cho ta một chút chứ. Mau trả túi đồ đây. Âm thanh nghe thật trong trẻo và vui tươi làm sao. Mình phải tìm hiểu đó là gì mới được. Tiếng đàn này quả thật hay hơn tất cả mọi giai điệu mình đã từng nghe trong lâu đài. Thật là thứ thanh âm kỳ diệu. Mình phải xin học mới được. Thank you.